Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Bạch Xà Tiên Kiếp Mobile. Thì đây là một tựa game tiên hiệp nhập vai lấy đề tài Thanh Xà Bạch Xà vô cùng quen thuộc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code cho nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe ủng hộ mình nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code các bạn cần đạt level 40. Sau đó các bạn nhấn vào phúc lợi, nhấn vào mã kích hoạt và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: BXTK666 Bạch Xà Tiên Kiếp 666 BX Bạch Xà Tiên Kiếp 666 BXTK666. Thì đây là gift code thứ nhất. Gift code là BXTK666. Thì mình sẽ dùng màn hình lại một chút cho các bạn xem gift code. Thì gift code là BXTK666. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận nó. BXTK666 Bạch Xà Tiên Kiếp 366. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhận nó. Thì để nhận quà thì các bạn trở về màn hình chính và các bạn vào hầm hư để nhận quà. Thì gift code này sẽ nhận được là 5.000 kim cương. Đây là kim cương nha các bạn. Thứ hai là đang tăng bậc hưu cởi, số lượng là 10, dùng để tăng bậc hưu cởi. Thứ ba là đang tăng bậc cánh, số lượng cũng là 10, dùng để tăng bậc cánh. Thì đây là phần quà có gift code thứ nhất. Thì đây là các phần quà với code thứ nhất bạn, gồm 3 phần quà, gồm 5.000 kim cương, 10 đang tăng bậc cánh và 10 đang tăng bậc hưu cởi. Bây giờ mình sẽ nhận nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Thì code thứ hai như sau: Bạch Xà Tiên Kiếp BXXTK888 BXTK368 BXTK888. Thì đây là code thứ hai, Bạch Xà Tiên Kiếp 888. Thì mình sẽ dùng màn hình lại một chút cho các bạn xem gift code. Thì đây là gift code thứ hai các bạn. Gift code là BXTK888. Thì đây là cái gift code thứ hai, BXTK888. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhận nó. Thì để nhận quà thì các bạn cũng vậy, các bạn trở về hàng hành chính và các bạn vào hư để nhận quà. Giờ gift code này sẽ nhận được các phần quà sau: 8.000 kim cương và 10 cái khóa mật hiện kim có thể dùng để rút thưởng trong hoạt động tầm bảo hiện kim cấp 95 mở khóa. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhận nó. Thì đây là phần thưởng của gift code thứ hai là 8.000 kim cương và 10.000 khóa tầm bảo. Ok, giờ chúng ta sẽ nhận nó. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tổng cộng là 2 gift code. Thì khi nào có thêm gift code nữa thì mình sẽ chia sẻ xong tiếp cho các bạn. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì hãy cùng mình review sơ ra một chút về cái tựa game này. Thì Bạch Xà Tiên Kiếp với lối chơi dễ cảm nhận, dễ đưa cho các bạn một lần nữa sống lại trong thế giới tu tiên huyền ảo và trải nghiệm hành trình dài bất trận. Thì Bạch Xà Tiên Kiếp là một tựa game nhập vai tiên hiệp được lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện thần thoại dân gian của Trung Hoa, đó chính là Thanh Xà Bạch Xà. Thì trò chơi sẽ đưa các bạn đến một thế giới tiên hiệp đầy sống động, tràn ngập màu sắc với những khoa phi kiếm và trung trưởng đầy bản nhãn. Xong hành cùng với lối chơi nhập vai cài cuốc đã quá quen thuộc với các bạn game thủ Việt Nam. Thì nhìn chung thì Bạch Xà Tiên Kiếp vẫn là một tựa game khá an toàn khi mà nhà phát triển đã lựa chọn sử dụng lại công thức vốn đã quá quen thuộc trong thể loại nhập vai tiên hiệp hay là kiếm hiệp hiện nay. Thì tựa game này sẽ do nhà phát hành Hồng Hà Game phát hành. Nhìn chung thì tựa game này có bối cảnh khá là hấp dẫn. Thì Bạch Xà truyện vốn là một truyền thuyết nhân gian từng lưu truyền trong tầng lớp bình dân của Trung Quốc khá là lâu. Thì câu chuyện về hình ảnh con mãng xà hành tinh màu trắng đi cùng với nhiều tình tiết vô cùng ly kỳ đã mang đến một nội dung huyền bí giả tưởng. Thì nhiều tựa game đã khai thác các yếu tố này để sáng tạo nên những sản phẩm game hấp dẫn dành cho các bạn. Thì Bạch Xà Tiên Kiếp chính là một game mobile như vậy. Cốt truyện chủ đạo của trò chơi này vẫn xoay quanh việc câu chuyện huyền bí giữa người phàm trần nam và con mãng xà màu trắng nữ hóa kiếp thành người. Gặp nhiều trắc trở sau mối tình giữa hai người là vô tư, chân thành và ấm hiếp. Thì dù không trực tiếp tham gia vào câu chuyện, song hành trình của nhân vật mà các bạn lựa chọn vẫn sẽ đưa bạn xuyên qua thế giới đầy hư ảo và ma mị mà truyền thuyết này dựng nên, mà quan sát nó dưới nhiều góc độ mới lạ. Với đồ họa tầm trung nhưng đủ bắt mắt thì sở hữu dung lượng khá nhẹ,
Và đồ họa của Bạch Xà Thiên Kiếp không quá ấn tượng nếu so với các đa số các tựa game cùng thể loại hiện nay trên thị trường, thì các mô hình trong game khá hô cứng, thiếu chi tiết, lại không được sắc nét ngay cả khi đặt mức ở mức thiết lập đồ họa cao nhất. Tuy vậy, vì bản thân lấy với cảnh là chốn vùng ra tiên cảnh nên cách vận hành màu sắc hết sức nền mắt lại chính là điểm giữ chân game thủ ở lại với trò chơi. Theo đó thì trò chơi sử dụng gam màu chủ đạo là xanh và trắng, vừa tạo vẻ hư ảo vừa làm cho hình ảnh bối cảnh game trở nên nổi bật hơn. Thế mạnh thể giác của thể loại tiên hiệp cũng được Bạch Xà Thiên Kiếp vận dụng triệt để. Trò chơi sở hữu một kho trang phục, vũ khí, cánh, pháp bảo và tạo kỳ cực đẹp, bao gồm hàng trăm loại áo hát khác nhau. Nhờ vậy, mặc dù nhân vật của các bạn đi đến đâu thì mọi khung hình trong game đều trở nên lộng lẫy đến đó. Thì tuy nhiên thì có vẻ về được giới hạn về mặt đồ họa của mình, đó là Bạch Xà Thiên Kiếp lại có góc nhìn 2.5D. Các bạn sẽ không thể xây camera 360 độ để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh được. Thì sau đó thì camera của trò chơi sẽ luôn được biến đổi nhằm theo đem lại cho các bạn góc nhìn bắt mắt nhất. Ngoài ra thì trò chơi cũng không cho phép các bạn tự do tùy chỉnh ngoại hình của nhân vật như trong lúc đầu game. Thì tựa game này cũng có phần gameplay phù hợp với thị hiếu của đại đa số các bạn. Gameplay của Bạch Xà Thiên Kiếp không có quá nhiều khác biệt so với các tựa game cùng thể loại trên thị trường hiện nay. Thì đầu game thì các bạn sẽ được lựa chọn một trong bốn lát là vũ linh, kiếm tiên, quân yêu và ma. Thì mỗi môn phái sử dụng vũ khí riêng biệt, và đặc biệt hơn là trong mỗi môn phái đó lại có nhiều nhánh chuyển chức thú vị vì sao, kèm với các bộ kỹ năng chủ động, thiên phú bị động vô cùng đa dạng cho phép các bạn tự ý sử dụng sắp xếp. Lối chơi của tựa game này vẫn tập trung vào việc là làm nhiệm vụ như bao tựa game khác, đánh quái, mở khóa các tính năng mạnh hóa và các khiêu chiến boss, gọi hóa các hoạt động PvE cũng như PvP vô cùng đa dạng. Với tính năng auto hỗ trợ tầng gan của game cộng với việc lên cấp khá nhanh và tài nguyên vô cùng dồi dào, các bạn có thể thoải mái treo máy để làm việc khác trong khi nhân vật của mình vẫn đang tự động chiến đấu và tự mình ngao du trốn bồng la tiên cảnh, thu về hàng đống trang bị khác mà các bạn không cần phải đụng tay. Thì lối chơi có phần mì ăn liền này chắc chắn sẽ khiến các bạn hardcore hứng thú. Nhưng mà rõ ràng từ đồ họa cho đến kho công năng có trong game, tất cả đều đã chứng minh được là Bạch Xà Thiên Kiếp là một trò chơi được sinh ra để phục vụ thị hiếu của đại đa số các bạn, đó là dễ chơi, dễ cảm nhận. Thì nói đến một tựa game tiên hiệp thì không thể không nhắc đến kho tính năng mạnh hóa cộng mắt tu tiên, bao gồm pháp bảo thần khí. Thì tựa game này tự hào không hề thiếu đi bất kỳ tính năng nào để phục vụ các bạn trên con đường trở thành đại tiên của mình, đi kèm với hệ thống khá chi tiết là các hoạt động BBL mà các bạn fan ruột có dòng game nhập vai di động cũng đã trai mặt, như là leo tháp, săn boss, khám phá mê cung vân vân. Tất nhiên không hề thiếu là hội tham gia vào các hoạt động đấu trường BK đầy máu lửa khác. Thì tóm lại thì Bạch Xà Thiên Kiếp đã khai thác một chủ đề tương đối mới mẻ và tái hiện nó thông qua lối chơi nhập vai cài cuốc vô cùng quen thuộc, phù hợp với thị hiếu của đại đa số các bạn game thủ. Thì nếu các bạn yêu thích thể loại nhập vai tiên hiệp và đang tìm kiếm một tựa game có phúc lợi cao cùng cái nộ người chơi tốt thì đây chính là một lựa chọn đáng cân nhắc. Thì nhìn chung thì tựa game này cũng có khá nhiều ưu điểm, như là khai thác tiền thiết Bạch Xà vô cùng đầy ly kỳ, với lối chơi cài cuốc vô cùng quen thuộc, phúc lợi cao, tặng VIP miễn phí, hoạt động BBL và BB đa dạng, kho áo hóa đồ sộ cho các bạn tha hồ chân diện. Nhưng mà tựa game này còn có một số khuyết điểm, như là gameplay thiếu đột phá dễ gây nhàm chán, phần âm thanh không ấn tượng và còn một số lỗi hiển thị hình ảnh. Thì hy vọng thì nhà phát hành sẽ cải thiện trong thời gian tới. Ok, thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tổng cộng là 2 giúp code và review một chút về tựa game này. Thì các bạn có thể tải game về để cảm nhận tốt hơn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Còn giờ xin chào và hẹn quên mình mở code ở trên màn hình nữa bạn. Tổng cộng là có 2 giúp code. Thì khi nào có thêm giúp code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.